Ô lê anh em, hôm nay tối chủ nhật nên tranh thủ nghỉ được một bữa nên kiếm game gì chơi đúng không? Thì cũng mò nãy giờ chưa biết chơi game gì. Hôm qua cũng mà cái đợt summer sale thì cũng có mua mấy game. Thì con game này hình như thuộc dạng giới đố rồi. Giờ chơi giới đố thì nhức đầu lắm. Chắc bỏ qua đi. Con này thì hình như là nó đang được cho một phiên bản miễn phí trên Epic game hay gì. Anh em là chưa có game thì có thể lên đó nhận. Thì nhóm ăn máng gì không biết đúng không nữa. Mới đăng tin hôm qua hôm kia gì không nhớ. Giờ này thì mạng nó xây dòng vậy rồi. Cuối cùng cũng chỉ có chơi game thôi. Thì tôi có con này trên Steam rồi, cũng chưa chơi lần nào. Cái 5-6 giờ này chắc nó farm cạc hay là cái gì á. Con này thì bản demo của game hành động gì đó. Chơi thử đi. Gì cao đo gì đó, highlight gì đó. Thì cái này nhà phát hành nhà phân phối thì họ mới đưa ra được cái này thôi. Những phím bất kỳ đã bắt đầu FPS đèn 60 chế độ cốt truyện hả, thì cái dùng thử thách thôi, sẽ tin trước đã. Ngôn ngữ chỉ có vài thứ tiếng cơ bản thôi, độ khó là bình thường. Hút kia là tỷ lệ kia lên đó, audio quá. Cho tiếng 100% nghe vẫn nhỏ à. Cái này là gamepad thôi, những gameplay tay cầm xem chuột này nút giữ rồi ok. Để thử 144 này, nó ngon lành ngon nghẽ không? Sương mù thì giảm đi, mô tình lưu không có đâu. Chơi game mà bật mô tình lưu. Mấy cái ánh sáng liên quan đến ánh sáng này tôi cũng để hơi thấp xuống tí, tại vì nếu không thì nó chói lắm. Cái này chế độ hỗ trợ. Cái này như chuyển phong về dễ đọc hơn cái gì đâu. Thôi để ban đầu mặc định đi rồi vô game thử coi. Tôi ghi mod là gì? Chọn độ khó là bình thường, ok. Nãy chỉnh FPS lên bỏ giới hạn mà sao nó vẫn thấp thôi. Mọi người nói thì tôi là một cái vấn đề lớn. Có em trai đúng không? Em trai hả? FPS nó rơi góp rồi kìa. Rồi, thấy cái gia đình này có vấn đề tâm thần rồi đó. No challenge can stand up to Adalia de Volador. Chị như vậy anh em thì nhoi. Tốc độ chuột hơi cao. Cái tốc độ chuột mình chỉnh ở gameplay. Thử lên 100 nói không ta? Không nổi thì phải giảm cấu hình xuống. Ủa? Này nãy mới chỉnh xong mà ta. Rồi, apply rồi ok chưa? Đây là cái thành phố. Cái đồ họa này không xấu nhưng mà cũng không thể coi là quá đẹp được. Hiệu ứng nước thì cũng rất tốt. Tôi có cảm giác hơi delay. Góp FPS quá, phải giảm mới được, không giảm là khỏi chơi luôn. Thì mấy game hành động mà cấu hình gì phải định chịu thôi. FXAA thì nó hơi bị gân cưa đó, nhưng mà nó không tốt cho lắm. Nói chung là cũng đỡ thôi. Tôi thử cái đồ họa thấp nhất đây coi con game nó xấu cỡ nào cả. Thường cái độ bóng này nó ảnh hưởng rất nhiều đến đồ họa nữa. Rồi. Thậm chí tắt luôn thì nó vẫn còn đẹp đó. Chỉ là găng cưa hơi nhiều thôi. Nhưng mà nó ổn định hơn. Thì chỉnh thử vậy đi cái phát thôi. Còn lại thì cứ để cao lên đó. Hai cái này thì Ánh sáng để vừa vừa thôi. Rồi ok, như vậy đây. Sao mà anh em nhìn mặt đất thấy nó chứ chớp không? Đó do cái khử răng cưa họ làm chưa tốt. Nhìn mặt đất nó gì giật. Rồi tập trung chơi game đó. Mày đây rồi. Kiếm đây. Kiếm đúng cách. Nhìn mặt hàng này thấy quen quen. Thanh niên này dáng là một người nổi tiếng. Theo phim Lanter vậy đó. Chứng minh của công lý. Rồi, dạng như này nó thử thách mình đấy gì. Tấm nó thôi. Chị đâu bạn ơi. Lại mình trò chuyện với nhau tí. Cái đồ vả nó xấu quá gì đâu. Không ổn, không ổn. Ủa đi đâu? Brother. Adalia, el vigilante just jumped over the roof in the most elegant and artful manner, I'd say. We'll see how. Cho nó có mũi tên chỉ xuống, chưa chỉ danh nào các cảnh đột ngột nhất. Từ Village. Đồ game này bay nhảy cũng là đảo hả? There's my sword. Đấy được cái kiếm nào. Đúp AD chuột trái là đánh thì cờ bóng mục tiêu bằng cái phím chít ra. Rồi ok. Không mượn cho lắm nhưng mà cũng được. Một game hành động ổn lắm. Coi thằng này búp bê. Better watch out. I've just been training. Send my regards to the Count Duke. Ủa, tính thằng này ở đây nữa. Cũng đơn giản hết. Trục phải để pha ghi. Rồi đâu? I'm not sure what I expected. Vô đây. Thì cái độ khó dễ của con game tôi nghĩ đến cái thời gian nó pha ghi á, hoặc là lượng sát thương ghi ra thôi. Đây là cảnh vệ của thành phố. À, nó phản đòn với 2 lần rồi. Trời, đỡ gì mà không kịp luôn. Hello there. Game này có pha ghi là thấy cái game nó đỡ rồi. Game này kết hợp đeo chèo nữa. Ủa không phải nhảy lên đó hả? Đến đây đi đâu nữa? Ở đây. Give that sword to a real soldier. Cho nó tấn công liên tục đó. Em đợi tí. Ok, tiếp. Cái cơn gió này chắc là nó dẫn đường cho mình. Thì xong trận cơ bát là máu mình tự hồi luôn. Cái này gì đây? Một vài cái mảnh cốt chuyện thôi. Có gà nữa. Is this what I think it is? Ép để gì đó? À, ép để tương tác với cái vật phẩm để vô biểu tượng gì đó. Đó. Bắt lợn gà. Lợn gà chứ không bắt gà. Game không biết làm chó hay mèo gì không? Gì đây? Thì nhấn gần vô để có thể né. Rồi ok. Thì quân địch có thể sờ thun khi mình mới tán mấy cái vật dụng nó vô này đó. Game combat không được. Dễ dàng. Qua đây, qua đây. Come on. What was that doing there? You can't play the classic. You'll pay for that. I think I handled that pretty well. You could have at least opened the gate the whole way. Just run under it. Control để lộn qua. Nhấp control 2 lần để tăng hả? Rồi. Game gì mà bắt nựng con gà trời. Không có chó hay mèo gì đâu. So you're the best the country has. I fight on my own terms. Rồi chón cái bà thành chó hoài luôn. Game gì ba dữ vậy? Have I ever told you about the barrel ambush tactic? Thông báo đến cái thương gia và cái nhà kinh doanh nè. Ngày hôm nay lễ hội. Rồi, tiếp đi. Cái tiếng nói trên đầu. Giờ mình điên nào giờ. Game có chạy nhảy, có pha ghi, phản đòn, có né đòn luôn. Rồi nó hướng dẫn mình mà. Né. Sao né không được ta? Chết rồi. 3-1. Chết luôn. Để chết thử thôi đó, chứ không phải là đánh không lại đâu. Cả cái lót định game của hình con gà nữa kìa. Đép này chắc thích gà. Rồi thì rồi. À, cái đồng đỏ là mình không có bao nhiêu được. Đi bạn, đến đây. Rồi chết luôn rồi. Perhaps I underestimated them. Tôi hay để nút ship là cái nút né là không ngon cho lắm. Rồi. Nút này chuyển qua control, còn nút control thì chuyển qua nút ship. Ship để né thì nó gọn hơn là control nhiều. So you're the woman. Excellent form. Why you? Wait, was that a compliment? You mother just... Ouch! You're too predictable. Oh, am I? Make you run. Cho cái mình cũng bị trốn nữa ta. Is this still one of your trials or? Yes, it absolutely is. And you're doing very well. I wouldn't want to be in your shoes, Lady Volador. Not once the count. Wait, my foot's coming up. Cái điều tận dụng môi trường này nó đúng là báo luôn. Bây giờ đi đâu nó không? Aren't you tired of running away? Rời khỏi cái đấu trường này, cái vùng này. Mình có thể ám sát này. Ám sát bằng cái kiểu mà dục chân hả? Not for long. Một vài quân địch thì có thể phản lại cái đòn đá của mình. Rồi mình có thể dùng cái vật cản đó để phá nó trước. Mấy em lính này chọn chỗ đúng quá không? Get ready for... Don't mess with me. I have a key. Thanks for the tip. Tìm đường của bạn. Quen cơ chế rồi mà không mất máu nữa. Này nó tự điều hướng không ta? So he's just going to lead me through an entire garrison of guards. His brain must have dried up. Has he lost his mind? That's me. You're outnumbered, but not outmatched. That's enough. You're predictable, Volador. Oh, am I? What? Predict this. My head. He's just one pass. Go with the flow. Or late. So too cold. No, it's great actually. Để nở nó vô cái dàn giáo nữa. Vô ảnh cướp. Con này anh em nào mà gò laser chơi là chắc kỹ thuật chứ lắm. Pha ghi né đòn này, lợi dụng môi trường. Ê, từ từ bạn ơi. Qua đây có cái thùng nè. I'm all for beating up the Count's goons. But if you keep this up, we'll have all of his soldiers on our back, and I'll be the one who has to fight them off. Yeah, but think of the example you'd be setting for the people of the city. Game là cái gì? Đang thử được không? Cái đòn đỏ thì cần phải né, không thể tấn công được. Chưa được tập chữ nữa, lót nhanh quá. Này như cái mê cung vậy đó. Đây mới thấy gì trắng trắng nè. Không đọc chữ được. Đấy là cái bớt của game đó. Nãy giờ bị gì là hết tương tác môi trường được luôn nè. Rồi, ok. Vô anh trước. I bet you can't do that twice. If I beat you, I will bet. Chơi hội đồng rồi. Chơi hội đồng nữa mày. Holding up in there. That will do. Oppo, cái hành động vừa rồi là Oppo. Vô vàng giáo nè, hai thằng. Hên là combat xong nó cho hồi máu á, chứ không thôi là cũng thốn dữ lắm. Đem đi Oppo. Cái nhà đầu tư nào ở đây không? I wonder how much trouble El Vigilante can get himself into on his own. Oh, there you are. I thought you were cramped now. It is prepared. Đây là cái bài huấn luyện cuối cùng. Remember? Hey, I could die. Not as close as your defeats. Nhấn 1 là bắt đầu có chiêu thức đặc biệt cái đó. Để chứ ngồi để vậy. Dạ, đánh từ đầu bạn thôi. Rồi nó xuyên một bụng rồi, quên xài số 1 luôn. Tôi luôn luôn trốn thoát, tôi sẽ trở lại. In bad weather, keep a good face. In your dream. Think you can handle it? See you later. I'll take care of you later. Sao số 1 chẳng được ta? Số 1 xài đéo được luôn, game lừa đảo. Thử lại lần nữa. think I can't handle you? Ah, worthy opponent. A mere scratch. Thôi ngồi đây. Rồi giờ mới chơi số 1 rồi. Không thấy khác biệt nữa. Đến đầu á. Game này camera như cướp luôn. Rồi đá bóng bên nữa nhá. They wouldn't defeat me that easily. 6-1 được lắm. Kiểu này là không xuống dưới nữa, phải đứng trên này thôi. Try to follow me now. Chạy rút lui giống hay là chạy. Ba giáp rồi. Headshot. Kiểu này vẫn phải đứng ở trên mới đánh nó được. Your brother would be so proud of how you fought today. Well, my brother should tell his vigilant friend not to take recklessness for heroism. He can take it from me. I'm the perfect. Game này là nó đậm chất hại với chấm điểm luôn. Dựng trailer mà không cần ánh động nữa nè. Cái cảnh này mày thấy nhớ là giống cái cảnh trong mấy bức tranh mà hai thằng chuồn đưa hai cái tay nắm vô á. Cái thằng ngồi trên đây đưa cái tay nắm, thằng dưới đưa cái tay lên đó. Nó chầm biếm là cái hình đó đó. Rồi, hết rồi đó hả? Mà chơi demo với mày là những gì mà mày đầy đủ. Demo thì cũng ngắn chứ gì. Rồi ok, một game. Tiếp tục thôi, còn game nào nữa không? Game hay, tính ra chơi cũng được. Nào ra mắt nào, nhiều follow rồi. Game tên là em ra demo. Em cả đời. Game này rất bựa hài. Combat thì cũng khó nhằn lắm. Chết tới lần mới làm quen được. Follow chưa gì hết trên 7.000 à. Tháng 8 ra mắt. Rồi ok, game hay. Con này thì ghi trên Epic. Phải không ta? Mua cái bản của Full DLC rồi giờ nó tặng cái bản trên Epic thế vậy? Đây, đúng nó luôn nè. Tuần sau là một con game kinh dị rồi. Tiếp rồi có con nào nữa không? Game này hình như dạng giải đố. Demo mà nó bắt trả phí mới chơi được hả? Tại sao? Rồi nó tắt cái bản demo rồi. Hoặc là có lỗi quá lớn, còn hoặc là hết cái hạn cho Steam Next Fest. Thôi, bye bye. Người game gì đây? Những game xây dựng nhà cửa à? Con gì vậy? Game World. World cái là tôi mua con này cho mày nào, mày vô mày chơi đi. Con gì? Nó phép này nọ. Làm gì? Còn đây thì cho nó dễ coi. Trời, chắc tin mà nó hiện cái gì vậy? Con gì gọi hả? Này nào. Nó gọi là game world mà phong cách 2D rưỡi 3D á. Thì cũng quản lý nhân công rồi đi xây dựng tài nguyên gì rồi điều của nó làm coolie chẳng hạn. Sao tan nhà nát cửa thành vậy? Tương lai của mày đó à? Mục tiêu là cái gì? Trồng cần, hai nấm. Có thủ thành nữa hay không? Nhìn game này mà nó lên như game world xây nhà bích trịch vô chắc là nặng khủng khiếp luôn. Đồ xây nhà công trình gì khủng khiếp quá vậy? Cái này dạng như cái nhà kho mà nó bể nè. Này thì chơi một người thôi. 24.000 được follow. Mới early update ha. Cập nhật bản mới một ngày trước nữa nè. Cập nhật cái quái gì đó. Rồi feed lỗi cho đơn giản thôi. Thêm cái màn hình overlay vậy. Đọc lan. Thử này đi, này thấy sẵn rồi. Chả biết nó là gì, vô chơi luôn. Ừ. Mà chơi game đơn giản vậy nào? Demo mà, trải nghiệm miễn phí thôi. Này chi mét đó. Rồi nhấn nút cách vào game. Phép thuật bí mật. Rồi nhấp vô cái logo là ra GADIS hả? Dựng cái màn hình 3D luôn à. Cảm ơn bạn đã chơi. GADIS gì đó à? Setting. Này control. Game lại đây. Thế nào? Nó option gì mà làm ngộ quá ta? Trời ơi, có COD nữa. Pay to win à. Thư viện nhân vật, chả có ai luôn. Tạo nhân vật mới. Rồi game thời trang rồi mày ơi. Vãi game thời trang. Nam. Rồi, đúp AFD chuột. Thôi, xài đúp AD ngon hơn. Sagina cô phù thủy xinh đẹp hay Harry Potter. F. F là chức năng co-op thôi, gọi để. Game này không phải di chuyển được đa hướng nữa, không tương tác được. Chim bồ câu nè. Chào buổi tối NCN, chào mừng đến với học viện này. Giáo sư Amanda, giáo sư gì chéo hả vậy? Gì đến muộn hả? Giống cái game mà pháp sư mới đây cũng có hàng nhân vật đi học trễ 5 năm. Game Harry Potter vậy đó. Con này tên là Gift Phim nè. Tạm Gift Phim đi luyện cho nó tải đồ. Rồi. Có thú cưỡi đó. Đúng thế giới mà hoạt hình luôn, tóc đỏ tóc vàng. Rồi mai gặp lại, bye bye. Rồi cái nữa rồi. Miễn cưỡng không được hạnh phúc. Đó, làm cái bàn cờ vua cũng chi tiết không? Ủa giờ đi đâu? Được game đéo hiểu gì vậy? Nói chuyện thì nãy nó rồi. Này đi ra rồi. Cái chả bành mà nó bự hơn cái đầu mình đó. Rồi vô đây. Còn nghị sự. Nó chỉ định cái điểm đến chứ nó không có nó ghi cái hướng nào ở đâu vậy. Tìm đến cái quảng trường. Long phương vàng nè. Long long. Cái chỗ gì mà ở đâu cũng thấy sách đó nha. Trên cái ghế thì có sách, trên cái bàn cũng có sách nữa. Rồi có chém giết gì không hay là con game thời trang xây nhà đó. Sát phạt nhau bằng phép thật đi. Như là cái phòng của mình. Chầm sao thì cung mạnh dưới đây đó. Ban ngày ban mặt đi ngủ. Đây là Kinita gì đó. Cái này là cái phép thực đơn giản đầu tiên của mình. Có thể tương tác được giàu mà cái cơ thể người với mà. Không được quá hả? Rồi giờ điên chọn cái gì? Chứ sư ơi. Nếu có quái vật gì đó xảy ra thì chặn cái cửa lại. Đấm nhau đi, đấm nhau lẹ đi. Bắn nhau đi. Giờ mà chơi game giải đố hay vậy? Game thủ tầm kìa, nó kêu thủ kìa. Thủ cái gì? Mày biết nó có quay vào gì chẳng được á. Đây nào. Tiểu lý phi tiêu. Toàn thành bong bóng, lút đồ được không? Không. Kiểu này chắc phải nạp VIP lên rồi. Có quả cầu phép thuật nữa rồi. Không đi đây được. Ê da, trong máu của mình ở đâu ta? Ngồi ra đường này. Học viện gì mới ngày đầu vô đi học mà nó thấy đón lộn như nào. Cái này thằng bạn cùng phòng chưa gặp nhau bao giờ luôn mà có chuyện này. Của bạn cùng lớp nhầm. Bịt cái với nhau mà bạn cùng phòng cái gì? Kiểu này chắc phải đợi nó lao vô cái gì đó, bị stun mới đánh nó được. Cái gì trên bạn? Tù pin filter, sinh viên năm 2. Đúng kiểu một sách luôn, nhìn mặt y chang là CN chứ. Game này giống cho trẻ em chơi quá. Rút đồ với giáo sư. Rồi game này cứ này là cay cấp chết luôn rồi đó. Năm đầu thì học được 3 phép. Phép này phép vô trọng lực nè. Biến chiến hình thành con chuột mau phô. Trò nào nữa chứ. Học phép là làm như đi shopping chứ. Rồi tua đi. Đêm hôm mà quái vật vô thì nói nhiều quá. Cái phím cách là dạng như đẩy ra thôi. Vãi đầu ra đây cho chị Bem ơi. Giải đố hả? Mà nó làm gì có yếu tố giải đố này. Rồi đập cái bẫy mất điệu màn hình của thầy luôn rồi. Tương tác cái đồ vật làm cũng được quá chứ. Chắc đẩy cái cửa bên đây mới đi vô được. Bây giờ làm cái quái gì? Giải câu đố bí mật để tìm cái anti-fact đó là đâu? Game này giống cho trẻ em chơi thì sau này hút máu thêm. Ủa? Bỏ tài. Net game. Game cổ tích này giống cho mà trẻ em, mấy chị em chơi mới học. Thì game xây dựng đi. Cái SteamWorld này là một cái hãng chuyên làm game luôn, làm rất là nhiều loại game khác nhau, từ 2D xây dựng cho tới game thẻ bài, game phiêu lưu nhập vai gì đủ hết. Chứ tin rất là chuẩn chỉ luôn. Có luôn có giá trị LOD nữa. Dân làm game chuyên nghiệp có khác, setting là hỗ trợ tăng cân đầy đủ. You see all those stars up there? That's where we'll live once we escape this world. Cái này dính dáng gì đến phần trước không ta? Which one? Whichever one you want, kiddo. How will we get all the way up there, Pa? By following my plan, little friend. What are you planning? I am here to get you all to safety. It is the sole purpose of my existence. Không chừng cái hành tinh cũ nó trốn thoát ra là dính dáng đến mấy phần game trước. Quite. How will you help us then? Allow me to explain. Long ago, a great hoard of ancient technology was buried here. Technology that has the power to do what you need. Công nghệ cổ đại của anh này sâu sâu trong lòng trái đất. But as you see, I quite lack the ability to dig it up. Pa and I are really good at digging up things. Yes, you bots are excellent for manual labor. But do not think it will be an easy journey, my eager friend. We have to go further down than you would ever think possible. And only once we reach the very bottom of the world, we will find your way to the stars. Well, if it won't be easy, then I'll need the best second in command to make sure we get there. Who's that? Khi Gobo chiếm lĩnh loài người nào, không có còn động vật hay là con người nào hết. Mà Gobo chế em mày sao nó lớn được đó? You've always given me that, kiddo. Must mean you've always been one. Look, Pa, I see it. I see it, the mine shaft. Đến cái mỏ nè. All right, folks, time to get to work. Rồi, sử dụng thế này đấy, hơi nước. We'll have to stay focused in order to get to the old tech and escape this rock. You hear that? Something is probably just some old hinges on the mineshaft elevator. You better. I'll be ruined if this doesn't work out. We'll need to get this city up and running first. Squeeze the area for resources. Bắt đầu đào sâu xuống lòng đất lấy tài nguyên. That's mighty hard. Just get it done. Rồi ok, bắt đầu. Game này không cần FPS cao đâu. Không có giới hạn FPS à? Game khó hiểu rồi. Chưa chơi nó khó hiểu rồi. Rồi, giới hạn xuống 60 bằng phần mềm. Bây giờ sửa chữa cái này. Đầu tiên bắt đầu di chuyển bằng đúp HD. Quay camera chụp giữa. Game xây dựng thì nó lại không có phá FPS. Xây đường trước. Xây cái nhà dân. Bất kỳ cái nhà nào cũng phải dính đến đường vậy. Xây 6 cái nhà dân nữa. Ok. Nói thêm cái đường ra hai con. Rồi tiếp theo là cần một cái chợ. Tạp tiểu bay hả? Sao không xài nút EG đó? Rồi chọn công nhân xây dựng. Nghiên cứu được cái trạm đào 1 này. 240 công nhân mới đủ rồi. Cái này nhà máy gỗ, còn cái này là cái cửa hàng dịch vụ. Đây là gì? Xây cái nhà máy gỗ ở đây để nó đào. thì cái này nó sẽ ra cái nhà sản xuất gỗ. Cái này là nhà kho chứa. Lao động đi, hỏi những cu ly của ta. Thế, bắt đầu đến thế đó. Nó cần phải có linh kiện. Cái này dạng như mà ba cái đồ ăn trong mấy game xây dựng. Nhà ăn xây cái chợ đây. Cán cần là gì đó. Người Pháp xương gồng á. Xây xương gồng để mỹ dân à. Giống mà Việt Nam xây tượng như đó. Có dân không em xây dựng đơn thân gì đó hả? À, dân nào? Dân là mấy con gobo hơi nước nào. Đừng đón đồ luôn. Mà mấy cái đồ này không mô tả chi tiết gì vậy. Cái này là cái gì đây? Cái xe gió à? Đây dạng như mấy cái đồ trang trí là chính. Tường. Tường nó làm cái quái gì? Con thú. Tường cô với nhau mà cũng ghê gì. Đúng rồi. Cái đường sắt kìa. Cái này là cái quỹ đường. Đường dây này thì chắc đủ 200 công nhân nó mới gần. Tiếp thì xây nhà dân thôi. Ăn thưởng không gài làm gì thấy ta. Thấy bữa tối nó vẫn hay chơi đó. Bữa làm việc cứ 1-2 giờ khuya cũng thấy nó chơi nữa. Rồi có vài bữa nữa tao chuyển qua làm chung gần đó nè. Đó, hai mày hẹn hò nhau được rồi đó. Thấy nó tù tiền khủng khiếp lắm. Tao lên mức thăng hiên chưa? Chắc là tiền giới rồi, đăng tiền. Không để farm nhà dân nữa tao. Cái này là decor thôi, dạng trang trí vô cái thành phố. Có được cái mỏ đầu rồi. Đúng miền chiến Tây luôn. Lâu lâu có mấy cái đục cát nó bay mà con game này. Cái chờ team work. Mình cái cục sắt nó bay 4.000 đô. Cục sắt cho 4.000 đô. Từ từ mở lộ cho mấy anh. Rồi cái nhà máy farm sinh gồng. Có cần xây gần sinh gồng không? Ủa, 3 cái hả? 3 cái thì xây gì xấu quá rồi. Xây thêm mấy cái máy đầu gỗ nữa. Đi đem mà cái chợ nó không ta, một cái chợ thì nó chiếm được bao nhiêu đường đó thôi. Rồi được cái mỏ đầu với cái mỏ than, mấy cái đó để tí nữa. Và xây thêm một cái farm sinh gồng nữa. Sao mà nói đường vô đây được bây giờ? Sai lầm rồi. Rồi ok. Đỡ hơn tí. Có cái cục cát gì bay bay nó không lụm tiền ấy. Này gì đây? Sửa chữa nó thì tốn 4 dáng nhưng mà 1.200 đô. Ok. Thiếu 18 công nhân nữa. 18 thằng nón vàng gọi là kỹ sư. Còn mấy thằng kia là công nhân thôi. Bây giờ có cái mỏ than. Mỏ than là phải lấy gỗ. Hơi xa nha. Phải có cái kho chứa của nó. Còn nét với một cái nhà kho. Nhà kho là cái nào ta? Đây. Cái nhà kho đó này là cái sản lượng báo cáo doanh số, này là cái kho đồng. Bây giờ than bên kia là nó đầy rồi, chả biết. Kho đầy thì xây nhà kho tiếp. Chúng ta ở sa mạc nên có nhiều cây xanh là phải bóc lột hết. Đây khá nhiều gỗ. Bắt đầu tiến trình xây dựng. Kênh lóc phải 200 mạng mới được. Cái này là cái gì? Cái tầm tuôn là sao đó? À, di chuyển được, không cần phải đốn. Tên là khu dân cư Hồng Phát ha. Ok, đẹp, mỹ quan đô thị, thẩm mỹ còn ngon lành hết. Nhiều dân người ta. Thêm vài thằng nữa đủ rồi. Cái chợ ở đây thì thoải mái. Đầu có được cái mỏ quặng rồi đó. Cái này thì biến gỗ thành than. Hoạt động rất là vì môi trường luôn nha. Than là ngành công nghiệp xanh của mấy anh châu Âu à. 18 kỹ sư mới được kết nối với con đường nữa. Kết nối với cái đường sắt. Kết nối đường rồi. Cái chỉ số màu này nó phải đủ nó mới lên level được. With the old girl up and running again, we'll be able to ferry. Wait. Well, look here. Someone was hiding back there in the chest. Oh my, no. Not hiding. Bây giờ mới được gây vô đó. Bà này giống như nữ thị trưởng vậy. I don't want to be a stranger. I am the traitor. That sounds mighty helpful. I will join the rumbling of. Đây là cái nhà ga xe lửa. Cửa hàng dược phẩm tiền đâu mà mua. Rồi. Các dân đen tiếp tục bị bóc lột đi. Tăng thế được không ta? Đây là cái bản đồ đó hả? Cái gì? Cái gì? Xe lửa nó chạy ảo mau. Cái vùng bên đó bị phá rồi. In order to get the mine shaft up and running. Chúng ta cần phải có một kỹ sư. Gọi là giống như lên nhà dân đời 2 á. Cắt ngang đường gây xe lửa được không ta? Tài nguyên là cái xương rồng để làm gì? Làm cái gì? 3 phút nữa sẽ lỡ đấy. Bắt đầu thiếu than á, sản lượng than hơi bị tụt rồi đó hả? Khu đô thị loại 2. Khu đô thị loại 2 à? Nghe nhạc đấm chất dính tay luôn. Rồi từ cát qua dầu rồi đóng chai rồi làm nông dân. Chín 3% ở đây thì được 100%. Hết dán rồi, hết gỗ rồi. Xây thêm cái chợ. Dân nó quậy nó rồi. Nâng cái kho chứa là dạng nhiều cái update vậy. Cái kho chứa 15.000 đô mà đừng có nhiều nữa đâu. Sự dân cư ở đây nó chả hạnh phúc ta. Đó, vui vẻ chưa? Thiếu than đá, xây thêm một nhà máy than. Than đá mà nó uống như sinh tố vậy. Cắt cái lỗ qua đây được không ta? Dán ép thì có nhiều rồi, cắt xây thêm than đá này. Cái nhà kho có 4 bụi cây là khai quang hết 4 bụi luôn rồi. Tiền 25.000 đô mới mua được, nhưng mà không có ruby. Đây là có thể bán mấy cái thừa tải, còn cái này thì muốn mua tăng đánh giá, tạo một giao dịch. Thủy tinh đó, nói chung cái gì mình cũng có vậy này. Một gỗ 500 đô. Cái cổ nhau à. Cái tuôn thì được 2 gỗ. Gián ép cũng được 2 gỗ thôi. Bây giờ cái nhà xưởng gỗ hơi bị nhiều rồi, dừng đi. Bán dán ép bớt. Bán 20 cái luôn. Xương rồng mình có nhiều, bán dán ép lấy lợi là tiền. Trường rồng thì ít quá. Thu thế cộng 50%, lũ đạn. Nhưng đen nó nổi dậy nó bóp đầu luôn. Tốc độ di chuyển của mấy công nhân này thì đang 66%. Này được. À, ruby ở đâu ra đó? Mình đặt cái lệnh giao dịch đúng lúc cái xe đi qua luôn. All right, we made it. We ought to set up some quarters. Indeed. And where we find it, control of the. Never doubted you. Ruby chắc xuống đây kiếm nè. 20 vàng. Đây là thu nhập tài nguyên vàng. Này là sao ta? Vậy như cái cột trụ gì đó hả? Đây là cát. Gì? Giao diện trong đường hầm hả? Vô dòng hầm rồi, đi đầu mỏ rồi. Cái cột trụ này xây để mình gia cố cái nền nó dưới. Cái gì đây đào luôn đi. Nó có 2-3 đào. Chắc xây mấy cái mà này nó mới ra đủ được 2 tầng rồi đó. Nó đập cái gì mà bể bánh cho vậy đó. Cái tiền này không có đất đỏ. Bây giờ dân chúng nó rảnh quá rồi. Dọn hết khu này luôn. Cái phòng này quá nhỏ. Có 4 công nhân đó. Rồi sập cái gì thôi rồi. Chết nào không? Không, 6 rồi. Cái này không đào được hả? Mấy cái này là có nguy cơ nó đổ sập, mình phải đặt cái trụ vô. Có 6 công nhân rồi. 120 kỹ sư rồi, lên mình chưa anh? Tình hình làm ăn trên này sao rồi? Bán được mới gián ép rồi bán tiếp. Chết rồi, thiếu công nhân rồi, kỹ sư nhiều quá rồi. Rồi giờ thì thiếu gián ép. Vậy còn đem đi bán nữa chứ. Thiếu công nhân luôn. Kỹ sư nhâm 2 rồi đúng nè. Bây giờ có dán là phải xây nhà cho nhân công mới được. Thừa thầy thiếu thợ, đúng nghĩa đen luôn. Rồi. Báo cáo doanh thu. Thiếu cái điều chiến này rất nhiều, cái tay nè. Gì đó cầu này phải có thép. Phòng gì mà nó còn chơi nhỏ nó lần không? Rồi công nhân ở đầu. Lấy vàng đi nhanh lên. Mấy thằng thợ xanh này cũng mới đầu vậy đó. Dưới hầm sập liên tục luôn. Bây giờ lên được cái đường mà xịn hơn nè. Vẫn thiếu thợ dữ lắm. Đang để mạnh cái dáng ép lên. Ủa cái đầu đó đường cục ruby nữa nè. Đường mới đi xe đường hay đi bộ? Hồi nó nâng chắc mới có phương tiện thì chắc đi nhanh hơn thôi. Tại đây quà đây một cục ruby luôn, ngon. Cộng thêm 3 công nhân. Nó có tốc độ 50% nè. Bây giờ hết công nhân rồi. Thiếu dán ép với ta. Mỗi ba cái cây này farm được chỉnh diễn luôn á. Thiếu 23 nhân công nữa, sắp đủ rồi. Một cái này thì 10 nhân công nữa, 3 nhà nữa luôn. Rồi ok. Mình đóng nhân số đó. Giờ kỹ sư quá nhiều rồi. Từ cái bánh răng này nó sẽ làm ra được cái tool. Mốt phần trăm lại lên cây ở đây còn nhiều lắm. Mười thun mới tạo được cái nhà để đào cái này. Giờ thun là kiếm mua ra từ cái shop. cái tool 500, cái tool 1000. Từ cái bánh răng làm ra cái tool, mà bánh răng thì kiếm ở đâu? Có thể tìm thấy trong mỏ đào nè. Đâu có khả năng sập nữa không? Cái scrap này ta đi. Ruby nữa. Bốn viên rồi. Bây giờ cái mũ xanh thì có 4 rồi, tới mũ đỏ đó. Đẩy cho tôi nè. Cái đầu dán ép nó lại đầy rồi. Đi bán thôi. Này chả mở trong demo luôn. Game này nhức đầu quá. Bây giờ gắn lên được cái cuộn thép để mở vào bạn. Tại động đất. Vàng rồi. Có cái mạch nước này à? Xe tới mua được. Xin lỗi, coi có gì giao thương nó không. Một cái kho chứa nó đi, mình chứa gỗ thêm. Còn xây cái kho luôn. Cái kho này thì chỉ chứa gỗ thôi. Tăng cái tốc độ sản xuất. Nhà này làm gì đó? Nhà này gỗ. Hết vàng rồi. Bây giờ bắt được cái cầu của bánh rồi. Được cái bộ nâng cấp. Tìm được cái vài ô vậy thôi. Cái đội nhân công giờ tốn diện tích quá ta. Giữ 4 thành rồi. Mày họp hay hả? Bắt thêm cây cầu ở đây. Chịu lửa tới. Một trăm 50.000. Nhà này hình như có rồi. Đây. Từ cái quặng này mới ra được cái dải bạc. Khu công nghiệp để dưới đi. What? Có tiền rồi. Đá nó rụng bể đầu bây giờ. dắt hết demo quá. Ain't no tough when it shakes. Who hears what? I'm not sure that you. What in tarnic? Oh. You sure she'll be okay? Your daughter is. I remember that. Rồi, end demo đúng luôn. Ok, game rất đáng chơi. Và lại hoàn thành một cái demo game nữa. Còn lại vẫn là khá cái demo.